Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2023. Đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin nhanh về thực trạng và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2023-2024, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, cạnh tranh chiến lược nước lớn hiện nay, tác động và chính sách của Việt Nam. Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng tuyên truyền về đổi mới giáo dục có bước phát triển căn bản toàn diện theo nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương, tuyên truyền về sự kiên định của Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội 13 là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Tập trung tuyên truyền sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp các ngành địa phương trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nghị quyết kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, những nhiệm vụ giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2023, tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại, sự kiện quốc tế quan trọng.